cũng tò mò và muốn về nhưng mà thì phúc sinh cho mọi người nhá. Cái đó mấy chị à? Không lấy mắt đéo chụp được, thấy được cái gì nữa anh chị ơi? Không hả? Không có cô ca lối ra đây không đi ngược chiều. Gì mà biết mày là này là có lối ra đây, lối ra đây các chị ơi. Chị ơi, nó treo đâu, nó treo đâu vậy nhỉ? Đây nhỉ? Sao sao sao? Nước sao tỉnh đây nào. Giờ mình sẽ đi đường cáp treo cho mọi người nhá. Đây cáp treo chùa Hương. Đi lên mệt lắm. Giờ đi xuống rồi đi cáp treo chùa Hương này các bạn ạ. Cáp treo này chắc đi 2 phút. Thôi đi cáp treo nha mọi người. Này chắc một mình một cáp treo các bạn. Chuẩn bị đi xuống đây. Không sợ gì, sợ mấy cáp treo cháy thôi. Thì mọi người sẽ đi an toàn nha mọi người nhé. Này, hôm nay sương mù quá thành ra tôi không thể nào quay cảnh bên dưới cho mọi người xem, chán quá. Hôm nay mù sương lắm các bạn, không quay được. Chỉ quay được như thế này thôi. Hôm nay cáp treo rất là ít người đi nha mọi người nhé. Hôm nay về Động Hương Tích nhưng mà trời mưa phùn. Ở đây rất là nhiều cảnh đẹp nhưng mà do trời sương mù nhiều quá, trời lại mưa lâm râm, thế nên ta không quay được những cảnh đẹp. Lãng phí rất là nhiều cảnh đẹp. Không, mình sẽ quay rất là nhiều cảnh đẹp cho các bạn xem. Đấy, ngoài kia là núi nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn thấy bởi vì trời nó quá là tối các bạn. Rất là nhiều sương mù. Nếu đi đường này chúng ta không được vào cái chùa hay là cái đền giải oan gì đó đâu. Đầu treo một cái đầu cáp treo các bạn. Hơi sáng một chút đây. Đó. Ở kia chúng ta thấy thấp thoáng những cái chắc đây là những cái quán này các bạn ạ.
nhìn nó hơi mất mỹ quan, đứng phía trên cao nhìn xuống không có tính thẩm mỹ của một khu tâm linh chút nào. Hoa gạo các bạn này, hoa gạo đỏ đứng trên này chúng ta nhìn hoa gạo rất rõ luôn. Và bây giờ chúng ta xuống thấp thì chúng ta sẽ thấy là cảnh nó rõ hơn chút rồi đấy. Đây là nhà ga của Capsule. Đây chắc là nhà ga Bảo Trì thôi các bạn ạ. À, sở dĩ hiện tại đây là bởi vì nó không có kính các bạn nhé. Nó không có kính thành ra nó khá là thoáng. Đây xung quanh cái cảnh của chùa Hương đấy các bạn. Nhưng mà nó hơi mờ, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cáp treo hơn. Nhìn khá cao các bạn. Chúng ta đi trên này chúng ta nếu mà người nào không ấy thì cũng hơi run đấy. Thì khi chúng ta nhìn xuống chúng ta thấy cái độ cao nó rất là cao. Tháng 3 đã chót luôn. Hôm nay nếu mà trời không bị sương mù như thế này tôi nghĩ rằng cảnh ở đây rất là đẹp. Vì nó rất là nhiều núi các bạn. Rất là nhiều núi. Đấy, các bạn nhìn thấy hoa gạo chưa? Đó. Tôi với ra ngoài tôi quay cho mọi người xem. Hình như càng xuống đây thì càng mù hơn này. Không biết là cáp treo này theo nguyên lý chắc là dây nó đi các bạn, dây cáp nó đi. Đấy, chúng ta đã tới nhà ga rồi, chúng ta tới đích rồi. Hôm nay mùa sương quá rất là tiếc không quay được những cái cảnh đẹp luôn. Đây cái đây là cáp treo chùa Hương. Nhà là nhà ga cáp treo nhé mọi người. Gió Sapa thì chắc là không đẹp bằng đâu. Nhưng mà chùa Hương như vậy là cũng tạm. Đây là chùa Thiên Trù nhé mọi người nhá. Mặc dù trời rất mưa nhưng mà rất là đông người cháy hội. Mưa đi các bác ơi. Rất đông luôn. Quay lại đi. Hai bên ta thấy hai cái tháp này. Chúng ta sắp lên đến chùa Thiên Trù đấy mọi người. Trời càng ngày càng thấy mưa to. Trời hội Thiên Trù đúng ngày mưa. Hay sáng không nên nổi. Rất là đông nha. Để chúng ta sẽ đi lên xem thế nào nha. Nhiều người đang ở cái chùa Thiên Trù này. Đang làm lễ, đứng dưới mưa làm lễ luôn. Tôi sẽ đi vào bên trong nha. Toàn cảnh đèn Thiên Trù. Mình đi bộ chứ.
bên trong đền Thiên Chủ thờ Phật cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.